Và vòng chung kết Zelowy và Thái. Sao lại là Thái? Thái là biến thái đó. Giải nhất sẽ được một chiếc tăm, đánh bay tất cả các loại thịt thà rau cỏ còn vương lại trên răng. Thôi, về đi. Tăm nằm bằng vàng. Thì. Vàng lỗi. Về thôi. Mình thi đua xà, ai lên nhiều sẽ thắng. Hung thủ có nên khiển tăng giảm trọng lượng. Giảm hết trọng lượng đi. Đến tao, tao sẽ lên xà 1000 cái. Tăng bá nó trong bụng đi. Sao tự nhiên lặng thế nhở? Thái ơi, cố lên, hung thủ cố lên. Để tôi giúp, lên nào. Buồn quá mẹ ơi, đỡ chỗ khác. Bây giờ không phải lúc buồn, lên nào. Đỡ này, tăng trọng lượng. Sao càng ngày càng nặng thế này? Ôi cha, nặng. Người thử tay xem nào.